Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay là mình sẽ dẫn mọi người đi xem những cái chỗ vườn bà con người ta làm phong giấy bán Tết nha mọi người. Thì ở đây là có là xã Lân Đông, Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre. Thì mình sẽ dẫn mọi người đi xem những cái làng hoa phong giấy nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi dọc đường rồi mình sẽ quay cho bà con xem những cái làng hoa bông giấy ở quê mình nha, rất là đẹp luôn. Đây đó, mình đang chạy trên đường thì hiện tại khúc này là chưa có bông giấy mọi người, thì lên trên kia thì sẽ có rất là nhiều bông giấy, thì mình sẽ quay lại cho bà con xem nha. Rồi hiện tại thì mình đã đến cái khu vườn những cái chỗ làm bông giấy rồi mọi người ở quê mình nè. Cây rất là đẹp luôn, khu bự. Ở đây chuyên về làm bông giấy nha mọi người. Đây thương lái mua nè, chở xe rất là bự luôn. Thì hiện tại là hôm nay là ngày rằm tháng chạp rồi mọi người, cho nên là mình quay cái clip chia sẻ những cái bà con làm bông giấy cho mọi người xem. Giờ mình chở xe đường này là nói chung là ở cái khu này là bà con chuyên làm nghề bông giấy hoa Tết rồi nha mọi người. Thì mình sẽ đi quay cho mọi người xem họ nở hết bông giấy đó. Ở khúc này thì lai gai nghe nhiều mọi người, tổ dù quá tí luôn mọi người ơi, khủng khiếp chưa. Mình chạy từ từ cho mọi người xem nha, con giấy rất là đẹp luôn, cây quá tạp màu luôn rồi, vẫn sắc luôn. Rồi đây vô cái đường này là xứ sở những hoa giấy nha mọi người. Đây đường này là bà con là chuyên làm nghề hoa giấy luôn ở quê mình nè. Hoa giấy ở đây thì nói chung là có nhiều người đánh mua trước mình, đây là cái vườn hoa Ấn Độ nè, hoa thấy đẹp luôn, hoa nở đỏ cực luôn rồi. Đây giờ rau Mỹ. Rồi gà tên kia là còn nữa nha mọi người, nhiều lắm. Đây là con giấy rất là nhiều luôn. Ồ, đằng kia có những cái cây rất là bự, người ta xe máy cẩu rồi cẩu luôn á. Wow, những cái loại con giấy rất là đẹp luôn. Đây là rất là đủ loại con giấy luôn. Còn có cây giấy của này. Giấy cũng sắc ghê hồn, giấy ngũ sắc đang cẩu lên xe rồi. Cây đó rất là bự luôn, cây đó là toàn là ngũ sắc Thái, cây to ghê. Mình sẽ đi dài lên kia nữa nha, quá tà luôn. Khiếp luôn. Cái cổng
cây, mấy khu lai cây đẹp ghê. Nguyên vườn này là cây cổ thụ không à, rất là đẹp luôn. Đây là, đây là bông giấy ở xã Lăng Đông nha mọi người, ở ấp Lăng Đông chứ, ấp Lăng Đông xã Phú Sơn, xã Lát Bánh Tre nha. Hết hồn cái khủng không mọi người, ở cây này khủng quá. Đó, hôm nay cho mọi người chiêm ngưỡng những cái loại bông giấy đầy màu sắc nha. Nói chung là hiện tại thì hôm nay là xe chạy rất là nhiều để mua những cái hoa giấy nè. Ồ, những cái cây này đẹp thế ghê. Chuyển cổ thụ không à. Giấy này chắc tầm mấy triệu cây á mọi người. Đây người ta không có để giá nè. Đó. Khủng khiếp. Ấn Độ, Ấn Độ là giống mới nè, được rỡ không? Đó, giấy Ấn Độ nè, quá đẹp. Ô, vườn này mới giữ nè, vườn này cây nhỏ, cây nhỏ mà quá trời. Khu mình làm bông giấy được gỡ mọi người ơi. Thì nói chung là năm nay thì bông giấy rất là hút nha. Khách hàng rồi vô coi mua bông rất là nhiều. Đây là mình sẽ lấy cái vườn hoa ở Kiển rồi mọi người. Ở Lân Đông Phú Sơn nha. Khá là nhiều về cái những cái xe ba gác nè chở hoa giấy. Đó, nãy giờ mình sẽ quay những khu vườn rất là đẹp cho mọi người coi đó. Thì mọi người đăng ký kênh nha mọi người. Bông giấy nè, cây cây cũng đẹp, khủng khiếp mấy cây này chứ. Giấy Ấn Độ bự ghê, là giấy là đổi màu luôn á, nghe nói là đổi màu luôn mọi người, quá trời con giấy đẹp luôn. Đây là một cái làng hoa luôn, hoa bông giấy à, cũng khiếp thiệt. Đó, khu vườn cực kỳ là làm bông giấy rất là đẹp luôn. Đây có những thương lái mua người ta chở đi. Đây có những cái khu vườn mà làm bông giấy cổ thụ bán tiền dữ lắm mọi người. Hết hồn khu vườn. Cực kỳ là dữ luôn mấy bông giấy này luôn. Quá tí. Mình sẽ đi qua bên cái khu vườn bên đây nè, bông giấy. Đây là những cây bông giấy rất là lâu năm mà ghép rất là đẹp luôn nha. Bây giờ mình sẽ đi tiếp con đường này nha mọi người. Nãy giờ mình đi qua một cây cầu, thì bây giờ đi tiếp hết con đường này coi hay có bông giấy nào đẹp là mình sẽ quay thêm cho mọi người xem nha.
thì nguyên con đường này là đa số là bông giấy rất là nhiều luôn đó, khủng khiếp luôn. Và mình vừa thấy một cái vườn ở đằng kia rất là đẹp, mình sẽ quay lại mình quay cho mọi người xem cái vườn cổ thụ, bông giấy cổ thụ nha, quá là đẹp luôn. Ủa, mấy cây cao mấy mét luôn, còn cổ thụ con rồi. Này là chắc thái mỹ thái đủ màu luôn, làm hình nón đẹp, rất là đẹp luôn, quá là gốc luôn mọi người. Thôi giờ mình sẽ đi tiếp theo cái con đường nha mọi người, coi cây bông giấy nó đẹp không nha. Cây bông giấy được bày bán dọc đường rất là nhiều, lúc này thì cũng khá là đẹp đó các bạn. Thì nói chung là ở đây thì mỗi nhà vườn người ta lựa chọn cái kiểu mẫu khác nhau để người ta làm những cái bông giấy nó độc lạ, thì bán sẽ có giá hơn nha các bạn. Nè, đây là thì nói chung là những cái chậu cổ điển bình thường thì cũng khá là nhiều, chậu mini nhỏ nào bonsai rồi đủ thứ hết. Giấy thì tạo kiểu mẫu càng độc lạ thì bán giá càng cao, và có thể là ghép nhiều màu á thì giá của nó sẽ cao hơn, còn nếu mà một màu hai màu thì giá nó sẽ không bằng nha các bạn. Rồi, lúc này là muốn hết con giấy rồi, lúc này cũng giảm bớt số người làm, trên kia thì khá là nhiều người làm luôn. Đây là làm bông hoa có hai nhụy cỏ màu gà rồi nữa nè, lúc này thì không bằng ở dưới kia nha các bạn nè, có vườn này hay không lớn lớn nè. Đó, nói chung là quê mình thì làm khá là nhiều bông các bạn. Lúc này là hết rồi các bạn ơi. Thì nói chung là các bạn nào thấy clip này của mình hay và đẹp thì các bạn hãy cho một like và đăng ký kênh nha các bạn. Thì sắp tới mình sẽ quay những cái clip chợ hoa rồi cho các bạn xem ở quê mình nha. Rồi bây giờ thì các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Bây giờ chào các bạn, hẹn gặp lại một cái clip tiếp theo của mình nha. Ok, bye bye.